Chuyện ngắn Cái Ve, tác giả Khái Hưng, phần 2. Sáng hôm ấy, trước giờ đi dạy học, Thanh nhăn nhó bưng bát cháo nóng lên gần miệng, húp một thìa, rồi lại đặt bát xuống thở dài và rên se sẽ. Bác cả cắp rổ ra chợ, đứng lại hỏi thăm một câu lấy lệ. Thế nào ông giáo, hôm nay ông đỡ sốt rồi chứ? Cảm ơn bà, tôi đã khá. Thanh trả lời thế cho xong chuyện, vì biết bác cả cũng chẳng lưu tâm, chẳng săn sóc gì đến mình. Thực ra bệnh sốt của chàng từ hôm trước đã tăng quá mau. Chàng bỗng bỏ dở bát cháo, đứng dậy, lấy mũ trắng đội, nhưng đầu gối run lẩy bẩy, chỉ trực khụy. Chàng tức tối, vứt mũ xuống giường, ngồi suy nghĩ, và rút chiếc đồng hồ vỏ sắt ở túi ra xem giờ, rồi lắc đầu phàn nàn. Trời ơi, khổ thân tôi chưa? Giữa lúc ấy, Ve xách ấm nước chè nụ từ dưới bếp đi lên để bỏ vào giỏ. Lần đầu tiên, nàng nghe thấy ông giáo kêu khổ. Người mà nàng tưởng không phút nào không vui vẻ, sung sướng, lúc làm việc cũng như lúc nhàn rỗi. Vì nàng thường liếc mắt ngắm trộm ông giáo và thấy nụ cười luôn luôn nở trên cặp môi tươi. Dù khi ông ta cặm cụi ngồi chấm bài học trò, hay gặp ngày nghỉ, ông ta chắp hai tay sau lưng, lững thững đi bách bộ bên rặng ổi bờ ao. Thương hại, nàng hỏi: Thưa, ông mệt lắm ạ. Thanh quay lại ngơ ngác nhìn. Ve thoáng trông thấy đôi mắt đỏ ngầu và bộ mặt tái xanh. Trời ơi, thầy sao thế kia? Không, tôi có sao đâu. Thanh với mũ cắp cặp cố gượng đi, nhưng lần được đến cửa, chàng thấy chóng mặt, phải vội víu lấy cánh cửa để khỏi ngã. Ve kinh hãi chạy lại, nàng không dám đỡ, chỉ áy náy đứng nhìn. Thưa ông, dễ ông không đi dạy học được, phải nghỉ. Không sao. Thanh lại cố gượng đi, nhưng lần này chàng ngã khuỵu xuống ngưỡng cửa. Không kịp suy nghĩ, giữ gìn, Ve đưa tay ra nâng Thanh đứng dậy, rồi thong thả dắt chàng lại giường. Đấy, thầy coi, thầy không đi được. Nghe lời nói cảm động và hơi thở mau, Thanh ngước mắt nhìn, mỉm cười cảm ơn. Cô cũng ốm đấy à? Thưa thầy không ạ. Ve bẽn lẽn cúi đầu, nàng xấu hổ. Thực ra nàng cũng nhận thấy mặt tay và chân tay nàng nóng rực lên. Lần đầu nàng được nâng đỡ một người đàn ông trẻ tuổi, và người đàn ông ấy lại là ông giáo Thanh, người mà nàng vẫn kính trọng, mến yêu thầm kín. Nàng sung sướng để thân thể Thanh uể oải đè nặng lên cánh tay nàng, và hơi thở hổn hển của Thanh nàng tưởng như lướt qua gáy và ngực nàng. Tim nàng hồi hộp đập mạnh, miệng lưỡi nàng khô rác và tiếng nàng run run. Ông ngồi xuống, con đi rót nước ông sơ nhé. Nàng bưng lại đưa cho Thanh một chén nước trà, khói ngát bốc lên. Thanh mỉm cười. Cảm ơn cô. Không bao giờ tôi sốt nặng như lần này. Có lẽ ông bị cảm thử. Hôm qua nóng bức quá. Ông nghỉ thôi. Thanh nằm vật ra giường, vừa thở vừa đáp. Không thể được cô ạ. Mấy chục học trò đừng đợi. Suy nghĩ một lát, Thanh lại nói.
Dạ, anh Nghĩa, anh ấy dạy họ một buổi. Anh Nghĩa nào thế thầy? Có phải anh Nghĩa con ông Lăng Đạo không? Phải đấy. Thế thì được rồi, thầy để con đến bảo anh ấy dạy giúp thầy. Ve Toan chạy đi ngay. Thanh gọi giật lại, nói để đợi viết thư đã. Rồi vừa viết chàng vừa nói: Cô Ve này, tôi đã bảo cô đừng xưng con với tôi, sao cô không nghe? Ve đứng im lặng, đưa tay lên kéo mái tóc. Mấy hôm trước khăn sổ, nàng soi gương vấn lại, ngẫu nhiên nàng ngắm thấy mái tóc xõa gần mắt, không những làm cho khuôn mặt nàng bớt rộng mà lại loáng thoáng che được cả cái sẹo ở mi bên phải. Từ đó nàng vẫn cố ý kéo thấp mái tóc xuống. Nếu cô còn xưng con với tôi thì từ giày tôi không dám nhờ cô một việc gì nữa. Bắt đầu ngay lúc ấy, bệnh Thanh tăng gấp. Rồi trong luôn 3 hôm, chàng sốt mê man, chẳng biết gì. Hôm nay, chàng như thức một giấc ngủ liên miên đầy chiêm bao, đầy mộng mị. Chàng đưa tay lên trán, gạt mồ hôi, nghĩ thầm: Trời ơi, mình ngủ say quá. Nhớ mới buổi sáng viết thư cho anh Nghĩa dạy học giúp. Thế là mất 2 buổi rồi. Chẳng biết học trò có kêu ca gì không. Cái buồng hẹp và tối như làm cho Thanh bứt rứt khó thở. Chàng toan đứng dậy, chống cánh phên cửa sổ, trông ra ao cho sáng và thoáng hơn một chút. Nhưng vừa sẽ trở mình, chàng thấy gân cốt đau đớn và đầu nặng như gắn chặt xuống gối. Chàng cố sức ngồi dậy mà không sao nhúc nhích được chân tay. Chết chửa, mình bệnh nặng đến thế kìa. Chàng định thần nhìn kỹ cái hòm ở chân giường và bát thuốc cạn đặt trên mặt hòm. Thốt nhiên, một giấc mộng dần dần nối tiếp hiện ra trong trí nhớ. Chàng ốm li bì, nằm thiêm thiếp, chập chờn, nửa tỉnh nửa mê trong buồng. Mọi vật lờ mờ và dưới sức nặng buổi trưa, không khí nóng như than hồng bên lò sưởi. Bỗng, một cơn gió mát thổi qua, hương thơm ngào ngạt đầy phòng. Rồi một nàng tiên yểu điệu, nhẹ nhàng bước vào. Một nàng tiên với bộ y phục trắng và trong. Thanh mỉm cười, nghĩ thầm: Ta chiêm bao rồi, chứ thời nay làm gì còn tiên. Nhưng kinh dị xiết bao, nàng tiên đặt tay mát rượi lên trán chàng. Cái cảm giác mát ấy nhắc chàng biết rằng chàng thức. Chàng sợ hãi, kêu ú ớ rồi ngất đi. Lúc tỉnh dậy, chàng vẫn thấy nàng tiên đứng bên giường. Nàng thì thầm nói với chàng những lời dịu dàng, êm ái, rồi đỡ đầu chàng, đưa bát thuốc đến tận miệng cho chàng uống. Từ lúc đó, luôn luôn nàng tiên hiện đến thăm chàng. Có khi nửa đêm, nàng cũng đến, đưa tay xoa trán chàng, lắng tai nghe ngóng vài phút, rồi khi thấy chàng ngủ yên, lại biến đi ngay. Kỳ thực, Thanh vẫn thức, nhưng chàng vờ lim dim cặp mắt, làm như ngủ say, để được ngắm nghía nàng tiên, trong khi nàng bất ý. Ôn lại giấc chiêm bao, Thanh tưởng như nằm chiêm bao một lần nữa, và muốn liên miên kéo dài mãi những cảm giác êm đềm trong giấc mộng đẹp. Một tiếng động khẽ ở cửa buồng, có ai rón rén bước lại gần giường. Chàng nằm im chờ đợi, một bàn tay mát đặt lên trán chàng. Chàng tưởng ngửi thấy hương thơm và say sẻ như nói mê: Nàng tiên đã đến.
Chàng sung sướng ngước mắt lên nhìn và chỉ thấy Ve, đầu tóc rối bù, quần áo lếch thếch. Chàng thở dài, thất vọng, chán nản. Ve vui mừng hỏi: "Thưa ông đã tỉnh?" Thanh cấu kỉnh nghĩ thầm: "Ngủ dậy thì tất là phải tỉnh, rõ hỏi lần tận." Nhưng Ve nói tiếp: "Mấy hôm nay ông sốt nặng quá, nói mê sảng luôn mồm." "Mấy hôm nay?" "Vâng, 3 hôm nay. Thanh lo lắng tự nhủ: 3 hôm, thế mà mình tưởng một nửa buổi. Vơ vẩn, chàng nghĩ đến chuyện thần tiên. Mình mộng gặp tiên có khác, vì ở tiên giới có lẽ một ngày dài gấp 3 ở nhân gian. Thế Thanh nằm im, Ve đã bỏ xuống bếp. Một lát nàng bưng bát thuốc đến bên Thanh: "Thưa ông, thuốc tôi hãm vừa uống, xin mời ông rơi ngay chẳng nguội." Thanh mỉm cười mỏi mệt và thì thào câu cảm ơn. Rồi chàng cố ngồi dậy, nhưng không sao cử động được chân tay. Ve phải cúi nâng đầu chàng lên, chàng mới uống được thuốc. Trong lúc sốt sắng trông nom người ốm, Ve chẳng kịp nghĩ đến giữ gìn và hổ thẹn. Đầu Thanh nóng bừng, đặt trong cánh tay và cái ngực béo mát của Ve. Cảm giác êm đềm ấy làm cho trí Thanh liên miên nhớ tới giấc mộng ôn lại giữa chừng. Và Thanh mơ màng tưởng tượng ra một cách rõ rệt, với những màu, những nét tươi sáng dịu dàng, với dung nhan kiều diễm, cái dáng điệu tiên nga của người đương âu yếm nâng niu chàng. Mắt chàng như được trông thấy 2 bàn tay trắng nõn, mềm mại, nhẹ nhàng đỡ 2 bên tay chàng để đặt đầu chàng xuống gối. Về! Lần thứ 2 giấc mộng đứt. Ve lẩm bẩm: "Làm gì mà gọi ầm lên thế không biết." "Ve, con chết tiệt. Mày có đi dọn cơm không? Gần tối rồi còn gì?" Ve thì thầm bảo Thanh: "Ông nằm nghỉ, lát nữa tôi bưng cháo vào ông xơi nhé." Rồi Ve tất tả chạy ra ngoài. Tiếng bác cả lọt vào tai Thanh: "Con bé thế thì thôi, rút cổ xó nào, hết ngày hết buổi." Tiếng Ve đáp khẽ, Thanh không nghe rõ, nhưng bác cả vẫn oang oang. Rồi hỏi thầy ta xem quê quán thầy ta ở đâu, hay thầy ta có bà con nào ở Hà Nội không, để nhắn đến mà đưa thầy ta về. Nhớ thầy ta chết ra đấy thì sao? Ô hay, muốn nói khẽ chứ. Đêm khuya, Thanh thét lên một tiếng trong giấc chiêm bao dữ dội. Chàng vừa mơ thấy chàng chết. Họ hàng thân thích không ai. Bên giường, nàng tiên đứng khóc. Nước mắt giỏ lên mặt chàng. Bỗng bác cả hung tợn bước vào lớn tiếng hét: "Khiêng vứt xác thầy ta ra đường kia." Thanh sợ hãi, níu lấy vạt áo nàng tiên và tỉnh dậy. Bên ngoài, mưa gió, sấm chớp. Trong buồng, ai vừa thoáng hiện ra lại vụt biến đi. Và Thanh sung sướng tưởng nhớ nàng tiên xinh đẹp. Trong nhà ai nấy ngủ yên, một mình Thanh vẫn còn trằn trọc bên giường. Mỗi lần chàng chờ mình, cái rát nứa lại kêu răng rắc giữa khoảng tĩnh mịch đêm trường. Tiếng mũi bay ngoài màn, tiếng dế rút quanh hiên càng làm cho chàng cảm thấy rõ rệt tinh thần tỉnh táo của một người khó ngủ. Chàng lẩm bẩm: "Thôi,
Phải rồi, vì ban nãy ta uống một cốc chè tàu pha đường. Ý nghĩ ấy khiến Thanh mơ màng như trông thấy ve hiện ra, hai tay bưng cốc nước tỏa khoái thơm. Cảm động hãy còn mang mát trong lòng chàng. Chàng sẽ cảm động hơn nữa nếu chàng biết vì cốc nước chè tàu ấy mà ve đã bị mẹ cốp bu đầu. Buổi chiều ăn cơm xong, chàng ngồi vẩn vơ nói một mình. Ước gì được một chén trà tàu đường mà uống thì sung sướng quá. Chẳng ngờ câu ấy đã lọt tai ve. Nàng cho rằng người mới ốm dậy, ăn uống được những thứ mình thèm thì chóng lại sức lắm. Tức khắc chẳng cần suy nghĩ, nàng chạy ngay ra tiệm tạp hóa, mua 2 xu trà liên tâm và 1 xu đường phèn, rồi về cặm cụi đến nỗi quên cả rửa bát, và vì thế đã bị đòn. Từ cốc nước trà, Thanh liên miên nghĩ tới những sự chú ý săn sóc của ve trong hơn tuần lễ chàng đau yếu. Mấy hôm đầu chàng sốt nặng nên mê man chẳng biết gì, và vẫn tưởng mộng thấy có người con gái ngày đêm chăm nom thuốc thang cho mình. Thanh càng yên chí rằng đó là một giấc mơ. Khi qua mấy ngày mê sảng, chàng tỉnh táo nhận xét được mọi việc xảy ra quanh mình. Mộng tàn và người con gái xinh đẹp kia cũng biến mất. Chàng có biết đâu rằng từ hôm thấy bệnh, chàng đã bớt và chàng đã ngồi dậy được. Ve tị hiềm không dám bạ lúc nào cũng bước chân tới buồng chàng nữa. Trừ ra ngày dăm 6 lần bưng cơm, cháo, thuốc và nước vào. Những lúc ấy, ve se sẻ đặt khay cơm hay chén nước xuống mặt hòm dùng làm bàn, yên lặng đứng ngắm qua Thanh vài giây, rồi lại rón rén đi ra liền. Họa hoàng lắm, nàng mới dám hỏi thăm một câu. Thưa ông, hôm nay ông đã đỡ nhiều chưa? Một hôm, Thanh bảo ve. Cô làm ơn hỏi ông lang hộ tôi xem hết bao nhiêu tiền tất cả để tôi giả. Rồi thôi, cô đừng lấy thuốc cho tôi nữa. Ve bùi ngùi nhìn Thanh. Ông còn yếu lắm, nên uống thêm vài chén nữa cho khỏe. Tôi chỉ còn hơi mệt thôi, nghỉ vài hôm nữa sẽ khỏi hẳn. Với lại tốn lắm, tiền đâu? Dễ tôi uống đến 4-5 chén rồi đấy nhỉ? Vâng, 5 chén. Đấy, cô coi, 5 chén. Ít ra cũng hết đồng rưỡi. Ve có giữ một tiếng thở dài, lặng lẽ bước ra ngoài và buồn rầu nghĩ thầm. Ta có hơn 2 đồng bạc. Giá làm thế nào giả đỡ tìm thuốc cho thầy ấy? Chẳng tìm được cách ổn thỏa, ve đành đem tiền Thanh giao cho sang trả cho ông lang đạo, và nàng ngao ngán tiếc những ngày 3 buổi được bưng thuốc vào buồng. Về phần Thanh, chàng cũng cảm thấy trơ trọi hơn trước. Chàng là người từ thuở nhỏ không được gần tình âu yếm và hưởng những sự vui thú của tuổi trẻ thơ. Chàng ra đời được 1 năm thì mẹ chết. Cha chàng vào Nam kiếm ăn, nhờ người em gái ở một tỉnh nhỏ nuôi nấng con hộ. Người cô nhiều con, cố nhiên chẳng săn sóc yêu thương đến cháu. 9-10 năm sau kiếm được một cái vốn răm trăm, cha chàng lại quay ra Bắc làm ăn và đưa theo ra một người vợ Sài Gòn. Người mẹ kế của Thanh mà Thanh không sao yêu được, dù chàng sợ hãi cha đến đâu mặc lòng. Hồi đó Thanh đang học lớp 2,
2 năm sau chàng đậu bằng tiểu học. Muốn tránh xa người mẹ kế ác nghiệt, Thanh xin ra Hà Nội kiếm việc làm và nhân tiện học thêm. Bắt đầu từ tuổi 14, Thanh đã theo đủ các nghề. Nghề chạy giấy, bán hàng, phát vé xe ô tô, cho tới ngày nay đạt được cái hy vọng to tát nhất trong đời. Mở một trường học nhỏ ở vùng ngoại ô Hà Nội. Đăng đẳng 20 năm trời, không một lúc nào chàng được ai yêu mến, thương xót. Chàng ao ước rằng bọn học trò nhỏ sẽ coi chàng như một người anh cả. Nhưng sự chăm chỉ nghiêm ngặt của ông thầy trong giờ học đã cắt đứt tình yêu mến của lũ trẻ thơ. Lần đầu, Thanh nhớ lại rõ ràng cái đời đã sống, cái đời khô héo, buồn tẻ, không một kỷ niệm êm đềm, không một người nào để ý đến một cách hơi thân thiết. Thốt nhiên, Thanh nghĩ đến Ve và chàng mỉm cười tự thương thân. Ngày nay có mỗi một người lưu ý đến đời mình, nhưng người ấy lại là cô Ve. Chàng cho đó là một sự mỉa mai độc địa và chàng tự nhủ thầm. Ta chỉ đáng được người hèn hạ, xấu xí như Ve săn sóc tới mà thôi. Ý tưởng ấy vừa thành hình đã bị xóa nhòa ngay. Chàng như nghe có tiếng trong thâm tâm trách nhiết. Hèn hạ? Sao lại hèn hạ được? Ở đời chỉ có một sự hèn hạ, sự hèn hạ của tâm hồn. Ngoài ra không có cái gì hèn hạ cả. Vả lại, mình thì cao quý với ai? Chàng cảm thấy dần dần rằng chàng tự khinh bỉ, tự thương hại chàng. Rồi chàng cố bình tĩnh ôn lại những cử chỉ cảm động của Ve đối với chàng. Đối với một người xa cửa, xa nhà, giữa lúc ốm đau. Thanh nhớ một đêm tỉnh giấc mơ, chàng thấy Ve đứng ngay bên giường. Nghe tiếng kêu ú ớ, nàng đã vội chạy vào. Rồi thấy chàng nằm yên, nàng lại rón rén bước ra. Một đêm có khi đến 3-4 lượt nàng vào buồng như thế. Và Thanh tuy thức vẫn vờ ngủ say không biết gì. Có lần chàng quên bẵng đi và buộc miệng hỏi: "Cái gì thế cô Ve?" Ve bẽn lẽn, xấu hổ, vừa hấp tấp bước ra, vừa ấp úng đáp: "Thưa ông, không." Từ đó Ve sinh sợ hãi, giữ gìn, đến cửa buồng chỉ thò đầu vào nhìn, rồi khi nghe thấy yên lặng, lại quay đi. Một người tốt như thế, một người mà trong những giấc mộng ta lẫn với nàng tiên xinh đẹp, thì người ấy không thể hèn hạ được. Chàng băn khoăn nghĩ ngợi, tiếng gà gáy nửa đêm càng làm cho chàng thêm sốt ruột, thêm khó chịu. Chàng liền ra ngoài màn và chống cái phên cửa sổ lên. Cùng một luồng gió nhẹ, một luồng ánh trăng vàng lọt vào phòng và chênh chếch in hàng chấn song tre lên chiếu. Cảnh ấy đã quen mắt Thanh lắm, nhưng chàng tưởng được ngắm lần đầu với những cảm giác mới mẻ lạ lùng. Từ dãy cây ổi lấp lánh như bạc, cái ao con, mặt nước thỉnh thoảng khẽ rung động, giãn ra như nhếch một nụ cười, cho chí cái mái tranh, cái dậu, chuồng gà nửa sáng nửa tối. Vũng nước bùn loang loáng, tựa tấm gương tròn, mọi vật đều như nhuộm một thi vị thần tiên. Thanh sung sướng, mắt chớp mau, tưởng đứng trước một cảnh mộng. Rồi chẳng kịp suy nghĩ rằng mình mới ốm khỏi, phải kiêng gặp lạnh. Chàng khoác vội cái áo lương, mở cửa đi ra vườn sau. Bên gốc ổi lạ ngọn xuống mặt nước ao,
một cái chõng như ân cần mời mọc. Nhưng vừa ghé ngồi, Thanh giật mình vội đứng dậy. Chỗ ấy ai vừa ngồi vì còn ấm ấm hơi người. Thanh thì thầm tự nhủ. Chắc ai vừa ra đấy, thấy ta nên bỏ chạy. Ai? Lại có thể ai được nữa? Như đáp lại câu hỏi thầm kín của chàng, vụt hiện in lên nền lá tre lờ mờ, cái bóng đen, cái bóng yểu điệu thức tha của một tấm thân mềm mại và đều đặn cân đối. Thanh chỉ kịp thốt một tiếng gọi. Cô Ve. Cái bóng đã chạy biến vào trong nhà. Thanh trở về phòng nằm mơ mộng, cho mãi tới khi trời sáng rõ. Một ý tưởng đã chiếm cả lấy tâm hồn chàng. Chàng lầm bầm luôn mồm như người mê. Nghĩ cho cùng thì Ve chả xấu. Mấy hôm sau, như sợ vơ vẩn điều gì, Thanh dọn đi ở trọ nơi khác. Nhưng cái bóng đen một đêm trăng sẽ không bao giờ rời chàng. Và trong tim chàng sẽ in sâu mãi mãi cái kỷ niệm một sự dịu dàng, âu yếm. Sự dịu dàng, âu yếm, độc nhất trong đời chàng.